Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho các bạn cách chặn tin nhắn người lạ trên Zalo. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Các bạn vào ứng dụng Zalo. Chọn biểu tượng cá nhân. Tiếp tục chọn cài đặt. Và sau đó chọn quyền riêng tư. Ở phần nhận tin nhắn từ người lạ, các bạn chọn tắt. Vậy là xong, rất là đơn giản. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho các bạn cách chặn tin nhắn người lạ trên Zalo. Mình cũng dừng lại nội dung video ở đây. Nếu các bạn thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.